Hello mọi người, sau đây mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho người một cái bộ combo rất là nhiều cái khóa mở cho anh em sửa xe gia đình, sửa xe ở nhà hay là sửa xe chuyên nghiệp của hãng Sapa. Cái bộ này mua về đảm bảo anh em là không cần phải mua cái khóa nào khác. Trừ anh em là sửa xe chuyên nghiệp thì cần hai cái bộ khóa hơi chuyên dụng thôi. Còn nếu mà sử dụng gia đình là mua như đây là chơi. Ok, và chúng ta cùng nhau xem cái bộ đó là cái gì mà nó ghê vậy ha. Vô. Đây là cái bộ của Sapa mã là 08018. Thì cái bộ này mọi người thấy bây giờ cái máy mình quay không hết luôn à. Đó. Mình kéo hết luôn. Đó mọi người sẽ thấy được hết cái này. Nó tới 22 cái nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 chi tiết. 17 chi tiết đó là cái gì? Nó là cái đầu khóa từ đây cho mọi người xem. 6 7 8 9 10. Rồi ha, không những thế nè, vô nè. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 là đủ luôn. Tức là nó trải dài tất cả các số từ 1, từ 6 đến 22. Đó, đây, mình cho mọi người xem. Đây là cái đầu số 6, nhỏ xíu, xinh xinh, dễ thương quá trời quá đất. Thì cái đầu này, mọi người thấy nó làm rất là dày. So với những cái chìa khóa của những cái hãng khác, nó làm chỉ bằng có khoảng 70% so với cái này thôi. Hàng này nó dày 10 thì hàng kia chỉ dày 7 thôi. Nên chất lượng này rất là ok. Với thứ hai là chúng ta để ý là một lần nữa nè. Cái đầu khóa này là một đầu khóa, một đầu dòng. Một đầu dòng này không có tự động nhưng cái đầu dòng này nó nghiêng một góc 15 độ. Chúng ta để ý đây, nó không có thẳng ra đây mà nó sẽ nghiêng. Những dòng khóa bình thường, những dòng khóa mà chất lượng không gọi là không phải là hàng xịn giống như này á thì rẻ tiền á thì người ta sẽ không làm cái chức năng ẹo này, tại vì ẹo cái này là tốn tiền. Nên là nếu mà không ẹo thì rẻ hơn, còn ẹo này thì sẽ mắc tiền hơn. Thì cái ẹo này mục đích là làm cái gì? Đây, khi mà chúng ta bắt như thế này, mọi người thấy đây, cái đầu này nó sẽ nhõng lên như thế này. Chính vì cái việc nhõng này thế này nó sẽ tạo cho mình một góc độ rất là tốt để chúng ta có thể cầm mà chúng ta vặn ha. Khi chúng ta đưa vô góc, đưa vô mặt phẳng như thế này, chúng ta có thể vặn rất là dễ dàng, chúng ta không bị vướng. Còn nếu mà nó bằng như thế này, khi chúng ta vặn nó sẽ bị vướng, nó làm sát với mặt bàn, chúng ta không có lực. Người nhìn để ý đi, chất liệu của nó là Rumvi, nhìn cực đẹp ha. Rumvi thì chất liệu này nó rất là bóng đẹp và rất là khó bị rỉ sét. Chắc là mọi người phải để chắc mấy chục năm nó mới sét được. Trừ khi là chúng ta cố tình chúng ta cắt bớt hoặc là làm chày cái lớp phía bên trên này. Thì cái lớp bên trên này nó có chống oxy hóa nên nó sẽ không có bị sét. Trừ khi mà chúng ta làm cho nó bị tổn thương thì nó mới bị sét thôi. Đó, đã không? Những cái chi tiết nó làm rất là chỉnh chu. Phía này là đầu 12 cái dòng 12 cái khớp. 12 cái khớp này nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà mình mở á, mình sẽ mở được những con ốc từ ốc hình vuông đến ốc 12 luôn, 12 cạnh á. Đây, dày cui bao đẹp. Nguyên một bộ như thế này, bự như vậy. Nhưng khi mà chúng ta gói gọn lại thì nó rất là gọn luôn. Đây, khi nào xài xong mình sẽ bỏ lại như thế này. Và sau mình cho mọi người xem mình xếp lại nè. Đó, xếp lại ha. Xếp lại. Đã chưa? Đó. Xếp lại. Và khi xếp lại thì sao? Mình đã có hai cái, nó có hai cái phần nè để mình cột lại nè. Đó. Đó. Ngon chưa? Đây. Đó, và chúng ta xách đi. Tính tèn gọn gàng chưa? Chúng ta xách đi rất là gọn gàng. Cái này những anh em nào mà có xe hơi hay là những anh em mà đi xe máy mà dạng đi phượt, đi những xe mà xe hai sữa đó thì chúng ta sẽ lấy cái này chúng ta kẹp theo bên hông. Nhìn chất dữ, tại vì cái màu của nó cũng rất là chất. Cái màu này là màu cơ khí, màu kiểu quân đội rừng rú thì nó sẽ hợp với chúng ta hơn. Thì anh em nào muốn mà có một cái bộ như thế này thì chúng ta sở hữu nó, giá rất là rẻ. Rất là rẻ. Mình đếm bao nhiêu cây? Từ 6 đến 22, tức là 12 trừ 6 là 16 cây. Ủa phải không? 16 cây luôn mà giá nó là bao nhiêu tiền? Vô. 16 cây mà giá của nó là 1.454.000, tức là một cây của chúng ta chỉ có 100 mấy chục ngàn thôi. Một cây 100 mấy thôi. Mọi người thấy cái hình trên web mình là hình thật luôn. Đây là hình chụp thật. Không có cái gì gọi là hình catalog, và hình này là hình độc quyền. 1.454.000 cho một cái bộ như thế này. Rồi, để cho mọi người thêm cái phần yêu thương thì mình sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ dành cho mọi người khi chúng ta mua cái bộ này. Thật ra không nhỏ lắm đâu nha, quà này là bự đó. Đó là ai mua cái bộ này
mình sẽ tặng cho mọi người một cây búa cao su của hãng Crossman. Cây búa này nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau xem nó ra sao. Vô đó, thì đây cây búa này của hãng Crossman thì mã của nó là 68931. Giá của nó mình đang bán là 57.000, 57.000 luôn nha, chứ không phải là 10.000, 20.000 mà lấy mình cho đâu. Mình cho là cho vậy nè, tặng là tặng à, đó, 57.000. Cây này thì nó nặng là 8 oz. 8 oz thì tương đương là bao nhiêu ta, tầm khoảng nửa ký. Thì cái búa cao su dùng để làm gì? Cái búa này rất là phù hợp cho những anh em nào mà chúng ta khi mà chúng ta gõ mà chúng ta sợ bị làm tổn thương cái vật gõ đó. Chúng ta dùng một cây búa bằng sắt thì gõ thế nào nó bị dấu hoặc là nó bị bể, đặc biệt những anh em mà lót gạch. Những anh em lót gạch thì chắc chắn phải cần dùng một cây búa cao su. Chắc chắn luôn. Tại vì nếu mà chúng ta không dùng búa cao su, chúng ta gõ một cái là mẻ gạch hoặc bỏ một cái nó bể cục gạch thì chúng ta không thể nào làm được. Nên người ta sẽ mua búa cao su ta gõ. Và cái búa cao su của mình ở đây mình đang giới thiệu của hãng Crossman này là hàng của Đài Loan, chất lượng rất là tốt ha, không phải là những cái búa cao su rẻ tiền ở ngoài chợ chúng ta mua đâu. Nó là mà giá nó cũng rẻ nữa, chỉ có 57.000 thôi. Và nếu mọi người mua cái bộ này sẽ được tặng cái này, quá ngon lành rồi. Còn chần chừ gì nữa mà mọi người không lên website để đặt hàng mua ngay bây giờ, giá là 1.454.000, hoặc đến trực tiếp cửa hàng địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh để sở hữu hai sản phẩm này nha. Ok. Số điện thoại là 0283 0287 300 7368. Nếu người thích những video của mình thì hãy đăng ký subscribe kênh YouTube hoặc like trên fanpage để mua hàng. Đó là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.